mình dám sống với nó không? Nghĩa là dám sống giản dị vượt hết tất cả những cái điều kiện, những cái nhân quả không? Nói tới cái nhân quả là bên nguyên thủy ta sợ vô cùng. Thế mà chẳng có nhân quả xuống địa ngục. Con người tà kiến là không có nhân quả. Nhưng mà nếu trở về bát nhã thì chúng ta phải thi nhân quả, không có nhân quả nữa. Nhân quả là gì? Là cái tô trở thành cái ly. Là cái cây có bông có trái đủ điều kiện nó sẽ trổ trái. Và cái con trâu có thể trở thành con chó, trở thành người ta, trở thành cõi trời. Đó là nhân quả. Một cái đất làm gì có nhân quả? Nó không là gì hết mà nó là cái bản thể của tất cả, nó phi nhân quả. Không có nhân quả nào mà đi tới chất đất được hết. Chừng nào chúng ta phi nhân quả chúng ta mới nhận được chất đất. Chất đất là một sự nhận lại, chứ không phải là một sự tu tập tiến hóa. Mà làm sao nhận lại? Thì có thói thường là còn chúng ta cũng trở lại thôi à. Chúng ta đòi hỏi chứ làm sao là kiếm một phương pháp, một pháp môn, một cách thức nào để mà nhận lại. Một cách thức phương pháp thì không thể nhận lại, không thể nhận lại được. Đó là chúng ta qua thứ tiến hóa nữa rồi. Cái khó khăn của quả nhập lưu là ở chỗ đó. Chừng nào hiểu được hết cái đó chúng ta mới nhập lưu đạo. Tức là thấy con đường đi vào thánh quả. Bây giờ mới thực hành vào trong cái sắc thân trước. Thì chúng ta tưởng sắc thân là vật lý sinh lý, nó có cảm giác trong đó đây. Thì chúng ta phải nhận được những cảm giác khô tháo nó. Thành ra một vị nhập lưu là vĩnh viễn. Nếu mà không có cảm giác thì phải đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì những cảm giác của địa ngục ngạ quỷ, nhất là ngạ quỷ súc sanh Atula, những cảm giác này đứng nhập lưu không còn nữa. Chỉ có những cảm giác của người trời dục giới thì các ngài còn. Thành ra các ngài phải đầu thai lại đó. Thì tôi mới năn nỉ cho Phật tử là cố gắng học cái bánh vẽ đi. Rồi nghiền ngẫm tới, nghiền ngẫm lui, chi vậy? Để thấy cái khác nhau giữa cái tư tưởng và giữa cái bát nhã. Giữa cái hình tướng của chất đất và cái bản thể của đất. Nó khó mà nhận được. Mà cái lưới tu nó lại khác lạ. Làm sao tôi diễn tả cho nó được cái những cái mà khó diễn tả thì phải chỉ có cách gì tôi coi tới coi lui, tôi nhìn ngẫm hoài, cần sao tìm một cách giải thích cho nó tương đối rõ ràng. Nếu mà giải thích theo cái hiện tượng thì dễ dàng thôi. Nó đủ điều kiện, đủ cái này cái kia cho sư Phật tử hiểu và có hạ, có cách hạ thủ công phu, có sự cố gắng, có sự khen, có sự nâng đỡ. Đó thì tôi nói đến đây thì sư Phật tử thông cảm về cố gắng làm thử coi. Thì chúng ta trình bày lại từ cái địa ngục. Nãy giờ mấy vị đây trình bày rất là hay đó, sáng tỏ. Nó rõ ràng đấy, nhưng mà nó dài quá. Dài quá, làm sao mình đúc kết cho nó ngắn. Mình viết là cái bài này mà nếu lộn thuộc như vậy thì thôi, người đọc vô nó kẹt. Còn nếu mà viết ngắn gọn đầy đủ thì người coi không hiểu. Thì mình viết cho cái pháp hội của mình thôi. Viết trong nội bộ coi coi, còn ngoài thì ở trên lại hỏi thôi. Chứ bây giờ viết dài lòng thần, còn 10 câu, mấy câu thứ ba còn 7 câu nữa. Bây giờ viết làm sao ngắn, gọn, đầy đủ, nhưng mà không rõ ràng. Mà chú trọng nhất của chúng ta là chú trọng về cái chất đất, về cái bản thể. Tất cả những hiện tượng thì mình trình bày sao cho nó đơn giản hơn. Rồi mới chú trọng về cái mà không có pháp môn, không có thầy, không có không gian, không có thời gian để mình nhận trở lại cái đó. Mà nếu nhận cái đó thì đâu có thiền định, đâu có giải thoát, đâu có gì đâu. Ngay cái kiến tánh đó là giải thoát đầu tiên, là cũng là giải thoát cuối cùng. Trong đó có đủ hết rồi. Nó bao trùm hết tất cả những cái gì đó, mà nhưng mà nó không là gì hết. Nó không có điều kiện, không có nhân quả, không có gì hết đó. Mà nó là chỗ phát sanh ra tất cả những điều kiện nhân quả. Trở nó rồi thì trở về nó thì bao nhiêu nghiệp chướng, bao nhiêu nhân quả, vô lượng kiếp, một sát na là chấm dứt hết.
Thành ra mình mới thấy Diệu Giác ổng mới dám nói là sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược trương vọng ngữ cuồng chúng sanh tự chưa bạc tuyệt trần sa thức. Trong một sát na thôi, sát na của cái đó, thì tất cả những nghiệp vô lượng kiếp đều chấm dứt ngay một sát na đó. Rồi nói một câu táo bạo: nhược trương vọng ngữ tường chúng sanh, nếu tôi nói gạt chúng sanh được chịu cắt lưỡi trong vô lượng kiếp. Còn nếu chúng ta lấy cái thiện nghiệp mà trừ cái ác nghiệp thì ngàn đời ngàn kiếp bây giờ cũng không hết. Mà cái ác nghiệp nằm ở dưới, cái thiện nghiệp nằm ở trên. Thế là thêm hai cái nghiệp, một cái nghiệp ác, một cái nghiệp thiện. Nghiệp thiện thì đưa vào cảnh giới tốt, hạnh phúc sung sướng của cõi trời. Mà hạnh phúc đối với đau khổ thì đó là một đau khổ trá hình tốt, trá hình tốt. Thành ra cái quả nhập lưu rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tối ưu quan trọng, chúng ta giàu muốn được không, chúng ta cũng phải đi qua đó. Mình tự phải thông cảm là khó giảng. Khi mình đã hiểu rồi mình thấy mình còn khó giảng nữa. Phải tập giảng lần lần nó quen thôi. Cái cách trình bày nó hơi chơi chữ một chút thôi. Tôi đã bị mang tiếng về cái đó, nhưng mà tôi thấy vẫn giảng thôi. Không có cách nào nữa cho nó. Mà cái đó là trong kinh sách mấy vị tiền bối đã giảng. Thì tôi thấy không có cách nào khác nữa. Nhưng mà rất khó giảng. Mà chư Phật tử nếu chịu bền bỉ kiên trì trong đó thì chúng ta vẫn có thể hiểu được và có thể ngộ được. Chỉ cần nhập lưu thôi. Mà chúng ta phát nguyện về cực lạc thì vĩnh viễn là phải về thôi, không có gì hết đó. Mà về là chúng ta về trung phẩm đó. Thì tôi không phải nói là trung hải hạ thì biển về thôi, nhưng mà phải bảo đảm là được bị cái cuộc đời nó không phải giống người xưa nữa. Người xưa cuộc sống rất là dữ dằn. Một con người ta có thể làm lúa mùa ăn 3-4 năm mà chưa hết. Còn bây giờ một năm làm 3-4 vụ mà vẫn đói. Sống này bây giờ có quả địa cầu vẫn vậy thôi, mà người ta càng ngày càng nhiều. Mà cái lòng tham lại càng dữ nữa. Thì cứ bỏ phân tưới vô đó thì cái đất nó chai hết. Mà cái phân lại làm chất độc, thành ra đủ chứng bệnh hết. Bây giờ cái gì cũng phân, cái gì cũng chất thuốc, cái gì cũng xịt sâu đầy. Mà càng xịt chừng nào sâu đầy càng nhiều chừng nào. Tôi nói ông trời hại, không có ông trời nào vô đó đâu. Mà chính cái lòng tham con người đã hại mình. Hãy tham chừng nhiều chừng nào thì những cái vật chất nó càng mất đi chừng ấy. Đó là một cái lối đi ngược mà chúng ta không thấy cái thức biến, tất cả đều do thức biến. Mà nó biến như thế nào chúng ta phải nắm vững. Nắm vững chi vậy? Để chúng ta đừng bị nó gạt. Còn không là không khéo mà lọt quá mà. Đi tới nhị thiền tam thiền cho nó là niết bàn. Tứ thiền thì lại càng niết bàn thật sự hơn. Còn tứ không thì ôi mông lung. Làm sao phân biệt được tứ thiền với A-la-hán? Không phân biệt được. Tứ thiền với nhập lưu. Không phân biệt được. Mà nếu chúng ta học cái giáo pháp vững rồi chúng ta có thể phân biệt. Phải nhìn ngẫm tới, nhìn ngẫm lui và phải nhìn thấy những cái ngốc nghếch của cái 15 mạng chúng ta. Thì nay ra chúng ta có thể đi vào quả nhập lưu mà không bị ngủ vững nó gần, không bị ngủ ấm nó gần. Thời buổi này không có Phật mà tìm những cái thức tìm ở đâu, biết đâu mà tìm. Nếu mai gặp mà những cái thức thật sự, còn nếu gặp mà thứ gạt nữa thì mình lại chết, giao cuộc đời với nó mình chết. Thì nó phải trở về vô suy trí của mình. Thời buổi này tôi thấy ít ai đắc thánh quả được. Mà muốn tu cũng khó mà tu. Trong một cái guồng máy như thế này, mình đã lọt vô trong đó rồi thì nó quay mình. Chỉ từ thánh nhân mới có thể đi ra khỏi. Nó khó chứ không phải dễ. Thành nó cố gắng mà thu thúc được ngày nào phải hay ngày đó thì cuộc đời nó sẽ đi tốt. Ngày nào mà mình không bất lực, không thể thu thúc nữa thì đành phải chịu thôi. Mà cố gắng được ngày nào hay ngày đó. Chứ đừng chạy theo vật chất. Vật chất nó ngút đầu. Kể ai làm gì làm, cố gắng giữ giới. Cái giới lực của Đức Phật là cái để cho mình tránh xa vật chất đấy. Cho mình trở về với con người thật của mình. Mà mình đã biết con người thật của mình rồi, mà còn cái sắc quẩn là chưa biết. Họ vững là có biết chưa phân biệt, tưởng vững là có biết có phân biệt, hành vững là có biết có nắng đó, phân biệt mà nắng đó. Còn thức vững là có biết có kinh nghiệm, kiến thức và kiến thức. Thì mình phải theo dõi những cái này. Thì hôm nay tôi nhắn nhủ vậy cho Phật tử về cố gắng làm lại cái câu này.
rồi chúng ta lựa cái bài nào mà nó tương đối đó, thì chúng ta làm bài mẫu để chúng ta qua câu số 4. Mà hãy cái câu này chúng ta hiểu rành rồi chúng ta qua câu số 4 chạy, còn không là không chạy đâu. Thành ra tôi cứ ngưng đây hoài là muốn cho hết cho pháp hội là phải hiểu, chúng ta phải cố gắng làm việc thôi. Thành ra tôi không dám kêu, không dám bắt buộc nữa là rút hết. Chúng ta như vậy đó, chịu không chịu thôi. Tôi biết làm sao vậy, nói lẽ gì tôi năn nỉ từng người chứ đúng ra là phải bắt buộc từng người làm, bởi vì cái đó là cái số phận lang thang của mình trong vô lượng kiếp, mà đụng tới là chúng ta nhảy, cho ông sư cũng chết luôn, nó làm ấy làm khó tu ở nhà, tôi đâu có làm khó ích lợi gì cho tôi, nhưng mà tôi thấy nó quá quan trọng, nó quyết định cho cái vận mạng mình thì mình cố gắng mình làm, bị kéo dài nó mấy tháng trời rồi, có ba bốn tháng nay rồi. Thì tôi cũng chỉ khuyên năn nỉ gì thôi, còn không làm thì thôi, tôi đành chịu thôi. Thì chúng ta tiếp qua câu số 4, thì chúng ta chớ vô. Câu này không thông là câu số 4 chúng ta vô không có nổi. Thì câu này như tôi nói nãy đó, cái câu số 3 là giải thích và cho ví dụ pháp quán không của ta, không tự ngã của ta để đoạn diệt thân kiến. Rồi tôi xin nhắc lại cái thân kiến này đó. Thì hồi xưa giờ tôi giảng nó cũng thiếu, mọi tử nói thì nó cũng thiếu. Thân kiến đó thì theo trong Trung Bộ Kinh đó, thì nó phải là toàn thể ngũ uẩn, chứ không phải là sắc uẩn không. Hồi nãy chúng ta nói dường như sắc uẩn không. Cho sắc uẩn là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì đó là thân kiến của nhập lưu đó. Còn cái thân kiến mà cho thọ cũng là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì đó cũng là thân kiến đấy. Và cho cái tưởng cũng là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thì tùy theo tùy loại chúng sanh thôi, thì đó cũng là thân kiến đấy. Còn cho cái hành cũng, cái thức cũng vậy đấy. Nhưng mà khi hạ thủ công phu chiếu kiến đó, thì nhập lưu chỉ chiếu kiến được cái thân kiến của sắc cũng thôi. Nhất giảng lại mới chiếu kiến được cái thân kiến của thọ cũng. Bởi vì tùy theo người, có người thì biết sắc thân không phải là ta của ta, nhưng mà thọ uẩn mới là ta. Thì đó là cõi trời gì? Cõi trời của sắc giới. Khi này, khi là không còn chiếm hữu bên ngoài nữa, thì chiếm hữu những cảnh thọ. Thì cảnh thọ là ta, có gì được cho là của ta, có gì đó là tự ngã của ta. Nhưng mà lấy cái đó là của ta nhiều hơn, gây của ta là ta nhiều hơn. Thành ra nó phức tạp là phức tạp cái đó. À, tôi coi trong kinh thì thường thường cái định nghĩa ngũ uẩn là cái ta của ta, tự ngã của ta, là đoạn diệt thân kiến, là đoạn diệt toàn thể ngũ uẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Như vậy nó mới đầy đủ đó. Nhưng mình nói cũng không sai, nhưng mà mình chỉ chú trọng về sắc uẩn thôi thì nó hơi thiếu sót, không được cái nhìn toàn triệt lắm. Chưa Phật tử hiểu chứ ha. Thì vậy thôi, giờ cũng hết giờ, chúng ta tạm dừng đây. Ai có ý kiến gì ha? Còn có 5 phút nữa thì giờ vừa làm ha, rồi chúng ta lựa cái bài nào mẫu ha, để chúng ta có bài nào quản gì ra cho tôi nhìn tới nhìn luôn. Tôi thấy là gì nó làm sao á, lựa không được cái bài nào phải nó gọn một chút, nó đầy đủ ha, thì chư Phật tử viết thêm nữa con sao. Tôi lóng lỗ tay trâu mà tôi nghe chưa có lựa được ha. Thì mình dán viết lại, vì cái câu này nó khó mà đúc kết tôi làm không nổi, nên giao Phật tử làm. Thì tôi thấy đa số làm cũng chưa có chạy. Mấy câu trước thì nó rõ rồi đó, những cái câu cái bài này nó khó. Giờ về làm lại thêm, có ai mà đứng chiếm trạng nguyên ha, thì chúng ta lấy câu đó thôi. Giờ không ai hỏi gì. Hôm nay cũng như thường lệ, chúng ta tiếp tục bài kinh 66. Thì một vị đại diện để tóm đại ý là kinh 66, còn một vị nữa thì lặp lại câu hỏi số 1 mà chúng ta đã đúc kết xong. Kế đó một vị nữa câu hỏi số 2, rồi chúng ta sẽ bắt đầu trả cái câu hỏi số 3. Và nếu xong thì hôm nay đúc kết rồi chúng ta qua câu hỏi số 4. Nếu thấy được. Vậy thì bây giờ ai phát tâm
tóm đại ý bài kinh xa xa, đọc là đại ý bài kinh xa xa. Một à. Lại câu hỏi số một. Một à. Thì qua mấy bài trả của quý vị đó, thì tôi cũng biết kết luận sao, không biết lựa bài nào, thấy bài nào cũng xuất sắc hết. Mà không cái bài nào mà tóm được trọn vẹn hết, thì cái câu này nó khó quá. Mỗi người có một cái phương diện độc đáo, gom hết tất cả phương diện đó thì mới được thỏa mãn câu này. Thì thôi chúng ta lựa lấy được bài nào cũng được. Chưa biết sao vậy, tôi không thấy bài nào xuất sắc hơn bài nào hết á. Mỗi người có một cái phương diện độc đáo. Tôi nghe rồi, tôi lóng vào lỗ tai tôi nghe, tôi thấy gì cũng không biết liệu bài nào bây giờ. Thì chỉ làm sao chúng ta, cái bài này là bài khó nhất ở trong cái bài kinh 66 này đó. Nó là cái bài cốt lõi á. Nó đa diện quá. Vì nhập lưu đạo là nó đa diện lắm, mà nhập lưu quả thì ít. Lưu quả đi về sắc thân thôi, nhập lưu đạo thì phải tỏa quán triệt hết. Tức là những cái mấu chốt, những cái ngóc ngách của tư tưởng chúng ta phải hiểu rành hết, cái bánh vẽ đó. Rồi qua nhập lưu quả là phải thực chứng đó. Thì không biết làm sao diễn tả cho đầy đủ. Vì phương diện này thì nó mất phương diện khác. Mà diễn tả dài quá thì chắc là không ai coi. Mà coi vô nó cũng lộn xộn tùm lum. Làm sao cho ngắn gọn mà đầy đủ. Đó là cả một vấn đề đó. Còn không rõ ràng thì chắc chắn rồi đó, là không rõ ràng được. Mà ngắn gọn mà đầy đủ là cả một vấn đề. Thì cái này nó đa diện quá. Nên là chư Phật tử để chậm chậm coi mình lựa cái bài nào đó được kết lại. Thì tôi xin giảng lại một chút nữa, cho chư Phật tử nắm thêm nhiều phương diện nữa, cho nó rắc rối thêm. Nên thì ở đây quý vị trình bày đó, mình để ý mà nghe đó, thì mỗi vị một cái phương diện độc đáo, đi về phương diện này sâu nhưng mà thiếu phương diện khác, còn vị khác thì về phương diện khác đầy đủ là thiếu phương diện bên đây. Cho nên cái câu hỏi này nó khó đấy. Nó giải thích và cho thí dụ pháp quán không của ta, không ta, không tự ngã của ta, để đoạn diệt thân kiến, thì nó liên can tới tam giới đó. Mà liên can luôn cả tới cái tam giới, tức là diệt ngã chấp đó. Nó liên can tới cả tới pháp chấp đó. Tức là chuyển biến chu kỳ đó đành. Rồi chuyển biến qua sát na nữa. Thì cái sát na nó cũng không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Nhưng cái sát na nó độc đáo đó. Cái kia là không ta hẳn rồi đó. Cái này không ta mà cũng không phải là không ta. Cái phần chuyển biến sắc na nó không phải là giọng mà cũng chẳng phải là trơn. Cái đó là cái khổ của chúng ta đấy. Mà cái đó mới là cái độc đáo nhất đó. Cái đó ít có ai giảng nổi, mà ít có ai để ý tu chứng, thành ra bị lạc và ngũ ma là do cái đó. Nếu nắm được cái phần chuyển biến sắc na thì chúng ta mới không lọt ngũ âm ma, còn không chúng ta dễ lọt và ngũ âm ma. Thành ra giữa từ địa ngục cho tới cõi trời phi tưởng là lọt vào ngũ âm ma hết. Chỉ có vị nhập lưu là thấy rõ chỗ đó. Nhập lưu là qua chuyển biến sắc na, mà trong thiền tông thường kêu là ngộ, hay là cái thấy hiện tiền. Hiện tiền thì nó không có quá khứ, hiện tại và vị lai, mà nó bao trùm cả quá khứ, hiện tại, vị lai trong cái nhìn sắc na vĩnh cửu. Cái đó là cái khó đấy. Thành ra chúng ta phải rành vì cái phần đó. Rành vì cái phần đó. Rồi chúng ta thấy rằng như trong Kinh Nguyên Thủy đó, thì nói rằng cái thấy của phàm phu đó, có hai cái thấy. Một cái thấy là tưởng tri, và một cái thấy là thức tri. Nhưng mà không có giải thích, chỉ đưa ra vậy thôi. Thì tôi đề nghị cách giải thích mà chúng ta thường giải thích nhiều nhất đó. Thì
cô Trí Hải cô giảng cái tưởng tri đó là của phàm phu mà không có học hỏi, còn thức tri là của những người phàm phu mà có kiến thức, nghĩa là có học hỏi, có cấp bằng, tức là có nhiều học hỏi, có danh từ. Còn tôi thì tôi giảng cách khác. Tôi giảng rằng nếu tưởng tri đó là từ địa ngục thì chưa có cái biết, bắt đầu có cái biết đó, cho đến cõi của súc sanh Atula và người, thì từ người trở xuống cho tới địa ngục đó thuộc về tưởng tri. Tức là như tôi giảng về ngũ quẩn đó, thì súc sanh có tưởng, Atula với người mới là có hành. Người nó bắt đầu có hành chuyển qua thức, thì từ người là có mối, có móc nối, thì cõi người trở xuống tới địa ngục là thuộc về tưởng tri. Tức là có sự phân biệt, nhưng mà không có sự đắn đo và kinh nghiệm. Con người thì có đắn đo, nhưng mà chưa có kinh nghiệm, bắt đầu có kinh nghiệm chứ chưa có. Thành ra người thì có hành quẩn, tức là có nghiệp. Còn loài thú chưa có nghiệp, thì chúng ta phải để ý chỗ đó. Tức là phân biệt thì có phân biệt, nhưng mà đắn đo để quyết định cải sửa thì không có. Thành ra loài thú nó chưa có chuyển nghiệp được. Mà chưa có chuyển nghiệp thì nó có lẩn quẩn trong vấn đề cuộc sống mãi. Mà con người chúng ta là thân người, nhưng mà cái tâm tưởng tri đó, tức là cái tâm của loài thú, thì người ta thường nói mày sống theo bản năng, tức là nghĩ sao thì làm vậy, chứ không có uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Thì chúng ta thấy trong cuộc sống chúng ta cũng có con người như vậy. Thì theo trong đạo Phật thì người đó tức là súc sanh vậy, tức là loài thú, sống theo bản năng, tức là nghĩ là làm thôi, không có nghĩ tới cái lợi hại, quyết định làm hay không làm, không có. Nghĩ là làm đó, làm liền, chứ không có quyết định gì hết. Còn quyết định tức là người ta có khi người ta quyết định không làm, nghĩ rồi không làm. Chẳng hạn như chúng ta giữ năm giới, bây giờ chúng ta muốn ăn con gà, thèm quá, lâu quá rồi, căn cơ còn thấp muốn ăn con gà. Hay muốn ăn gà thì ra cắt cổ làm liền thôi. Thì cái đó chúng ta thuộc về súc sanh, tức là sống bằng cái bản năng. Nhưng mình nghĩ rằng mình đã thọ năm giới rồi, mình đã hứa trước Tam Bảo là không ăn loài thú lớn nữa, vĩnh viễn không giết mà cũng không ăn thú lớn là heo, chó, gà, vịt. Thì hôm nay mình giết con gà, mình phạm giới, mình xấu hổ cho chính bản thân mình, mà mình đã phạm tội với Phật Pháp Tăng, với bản đạo của mình nữa. Đó, đắn đo như vậy rồi quyết định là không làm. Nhưng có khi đắn đo rồi thì cái nghĩa nó tệ, mình làm lén đâu có ai biết. Thì nó có tranh chấp giữa này với kia, làm lén đâu có ai biết. Mình giết ở trong nhà mình, đóng cửa lại mình giết, mình làm, mình ăn rồi. Bạn mình hỏi mình nó không có thì thôi. Nhưng mà xin đi nghĩ lại, thì sư đó nói rằng mình không có sợ người khác, mà chỉ sợ cái lương tâm mình cắn rứt, chỉ sợ cái ai lại ra mình nó chứa dồn những cái đó. Mình giấu tất cả mọi người được, nhưng mình không thể giấu mình được. Thì cái đắn đo như vậy đó là có hành dưỡng đấy. Còn quyết định là không giết thì cái này gây cái thiện nghiệp. Còn đắn đo mà cái bản năng nó kéo mình, cái bản năng mình quá kém, mình thiếu cái ý chí, thiếu cái hành dưỡng sâu xa, thì mình phải giết để thỏa mãn cái ăn. Nhưng mà người này cũng đang tiến tới cõi người đấy. Còn những người ta có kinh nghiệm, ta đắn đo vậy là khỏi cần đắn đo. Người ta nghe Pháp một lần rồi là khi nào cái tư tưởng mà muốn ăn con gà này khởi lên, họ giết ngay với cái kinh nghiệm của họ. Thành ra cái sự đắn đo họ rất mau, bởi vì họ đã có cái kinh nghiệm. Như tôi nói là có người mà có kinh nghiệm đó, thì khi người ta chỉ mình làm một cái gì thì mình làm thành công ngay. Chẳng hạn như là làm tàu hũ là cái khó nhất, mà nếu có ai chỉ mình cách làm thì có người làm hơn 3, 4, 5 lần. Có người chỉ một cái về làm được liền, và hay hơn người chỉ nữa. Thì cái này chẳng những hành quẩn mà nó tiến qua thức quẩn, tức là những kinh nghiệm, kiến thức và ký ức.
thì theo tôi đề nghị đó là thức tri là những người có hành quẩn thức vị, tức là có sự ý chí đắn đo và có kinh nghiệm già nặng, thì cái đó gọi là thức tri. Theo tôi giảng từ xưa dùng 15 hạng chúng sanh đó, cái này cũng đương vào chức tu sư Minh Đăng Quang thôi, nhưng mà tôi hơi lẻ mép, tôi kéo giải thích dài một chút cho nó rõ. Đức Tôn Sư có nói, nhưng mà Ngài nói là người đó thì có hành quẩn chưa có thức, chỉ có trời dục giới, sắc giới, vô sắc mới có thức vị. Mà chỉ nói đơn sơ vậy thôi, nhưng cái giải thích là của tôi. Đó thì chúng ta nên nhớ đó là hai cái lạng chúng sanh, mà tôi còn thêm bên ngoài nữa. Nếu mà loài thú đó, thì do chiếm hữu bên ngoài nặng, chiếm hữu bên ngoài tức là thỏa mãn cái dục hỷ, tức là cuộc đời này ai cũng muốn vui hết. Nếu không muốn vui là chúng ta không đầu thai đâu. Chúng ta muốn thỏa mãn, thành ra chúng ta mới tạo ra nhiều cái cuộc vui. Chúng ta để ý coi, thì cái gì có vui là Phật tử đi rất đông, người đời đi rất đông. Như kỳ rồi chúng ta thấy qua cái rằm tháng tư để Phật đản, chúng ta thấy cả dinh chúng ta đi nhặt cứng hết. Rồi kỳ rồi đi Vĩ Lạo cũng vậy. Không biết có đủ hay không mà tôi thấy đủ mặt hết. Nhưng mà nếu mà bữa nay trước thuyết pháp như vậy mà đủ như vậy thì tôi rất mừng. Nhưng nó lạnh quá đi, nó cô đơn quá, mà lại trả bài khó khăn nữa. Còn cái kia đi được ăn uống, còn được vui vẻ, được nói cười tự do, rồi được bố thí thỏa mãn. Còn vô đây ngồi co ro cúng rúng mà suy nghĩ nát óc, nó nhức đầu. Thành ra chúng ta thấy một cái gì vui đó, thỏa mãn cái dục hỷ của mình, cái hỷ lạc của mình, thì mình cứ chìm đắm trong đó. Thành ra bây giờ khoa học cứ tạo ra những cái phương tiện thù thắng để thỏa mãn cái ngũ dục của con người. Rồi mình đổ thừa tại ngũ dục lôi kéo mình. Thật ra không phải. Ngũ dục này gặp các vị Bồ Tát, A-la-hán, thánh rồi thì nó rất là lợi. Các ngài diệu dụng nó để giáo hóa. Ngũ dục càng nhiều thì các ngài sẽ càng linh động và sinh động trong vấn đề giáo hóa. Như vậy cái tai hại không phải ngũ dục. Dục ố lục trần bất ác, hoàn thành chánh giác. Nó cũng đi vào con đường chánh giác. Nhưng mà có ố là có ghét, thì ghét cái thức, căn trần không ăn thua gì hết. Khẩu nghiệp, thân nghiệp không ăn thua gì hết. Mà cái chánh chính là ý nghiệp, chính là linh hồn, chính là cái nhận thức, chính là cái tâm của chúng ta. Thành ra tới đạo Phật là đạo của tâm, là chỗ đó. Bây giờ chúng ta trở lại. Thì đây tôi nói chuyên về cái tâm, thì hai cái đó chư Phật tử đã diễn tả rồi. Thành ra cái câu này chúng ta có diễn tả nhiều cách. Đây là tôi diễn tả theo trong Trung Bộ Kinh. Thì Trung Bộ Kinh nói bốn đường ác đó, là tưởng tri. Còn không có nói bốn đường ác nữa. Thì nói phàm phu là tưởng tri và thức tri. Thì cô Thích Nữ Chí Hải giải thích đó là tưởng tri đó, là những phàm phu mà không có đa văn. Còn thức tri là phàm phu có kiến văn, tức là có học thức đó. Thì cũng đúng đấy. Nhưng mà giảng nó không rành lắm. Tôi giảng vậy cho nó rõ. Cho nó rõ. Giảng theo tiến trình của ngũ quẩn. Còn kế đó tức là, tức cái đó thì chúng ta kêu là bốn đường ác và bốn đường thiện. Mà chúng ta nên để ý ha, là bốn đường ác đó thì chiếm hữu bên ngoài một cách thô tháo, một cách thô bảo, một cách đê tiện. Chúng ta có thể dùng những từ như vậy. Thành ra địa ngục, ngạ quỷ, xuất sanh, A-tu-la, cái người là cái mấu chốt đấy. Thì chúng ta thấy người là năm tình, năm tử. Còn cái kia tình nhiều, mãi tình nhiều, tình nhiều thì con người đê tiện. Con người sống thì dục động, không có cái tư tưởng xen do đó. Tới cõi người là năm tình, năm tử, tức là dục động với cái lý trí, hai cái bằng nhau. Thì từ đây mới tiến lên nhiều đó. Thì tới cõi trời dục giới, cũng còn chiếm hữu bên ngoài, nhưng mà rất là vi tế. Như tôi kể đó là vấn đề giao hợp, vấn đề giao cấu nữ nam nữ là vĩnh viễn không có nữa. Nhưng mà còn thích cái dục khỉ, nhìn mặt nhau, bắt tay nhau, ôm nhau hôn hít là bắt đầu cấn thai đó. Thì chúng ta thấy nó rất là thanh cao, rất là thánh thiện,
thành ra kêu là thiên là thiện, thiên là trời, là nhẹ. Nó bắt đầu là duy tế, bắt đầu tế nhị hơn, nhưng mà vẫn còn chiếm hữu bên ngoài. Tức là do những cái bên ngoài đem đến cái dục hỷ, đem tới cái hỷ lạc cho mình. Trong kinh, Trung Bộ Kinh thường đường có dục hỷ. Dục là ham muốn, hỷ là cái mừng. Dục hỷ, dục lạc, tức là ham muốn cái mừng với cái lạc. Chỉ có hai cái này mà giết chết chúng ta. Nhưng mà cái dục hỷ nó biến chuyển từng theo từng loại chúng sanh. Đó tới cõi trời dục giới thì cái dục hỷ bên ngoài rất là tế nhị, rất là duy tế. Thì có sáu cõi như chúng ta biết đó. Rồi kế đó tới cái cõi trời sắc giới thì sơ thiền nếu chia làm hai thì tầm sát, tức là niệm Phật đếm từ 1 tới 10 và niệm Phật khỏi đếm. Hai cái này thì phân nửa chiếm hữu bên ngoài, phân nửa chiếm hữu bên trong. Lúc thì chiếm hữu bên ngoài, lúc thì chiếm hữu bên trong. Nó còn đang giằng co giữa cái tạp niệm và cái nhất niệm. Thành ra chúng ta thấy cái niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm thì như tôi thường giảng, có thể giảng sang 50%, như 60% thôi. Bởi vì đang tranh giành giữa tạp niệm nhất niệm, giữa con trâu quan với cái người chăn trâu. Như là ly dục sanh hỷ lạc. Dáng cố gắng ly những cái dục hỷ để sanh ra cái hỷ lạc. Tức là không còn chiếm hữu bên ngoài nữa. Nhưng mà không được. Nó cứ chạy vô chạy ra ngoài, năm ăn năm thua. Thì chúng ta phải để ý này, cái này là cái khó đó. Rồi chúng ta thực hành, chúng ta sẽ thấy nó như vậy. Mà thấy như vậy thì chúng ta cải sửa là chúng ta lọt ra cái thế tiến hóa, cái thế thăng hoa, cái thế cải sửa. Mà thấy như vậy, chúng ta nhìn nó như vậy, đừng có đụng tới nó, đừng có cải sửa, đừng có thăng hoa, đừng có chạy trốn. Nhìn thẳng vào nó sao nhìn thấy y như vậy. Thì cái bát nhã chỉ có vậy, đó là cái niết bàn. Cái nhìn mà đứng lặng, nhưng mà còn chuyển biến đấy, còn chuyển biến đấy, chứ còn chưa bất biến được. Nên thì chúng ta nên nhớ là nó khác nhau con chút xíu là thôi. Rồi thì nó tới cái sơ thiền, nếu mà chia làm 4, thì tầm sát kể 1. Tức là niệm Phật đến từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đến, thì chúng ta thấy chiếm hữu bên ngoài phân nửa, bên trong phân nửa. Tới cái nhị thiền, tức là khỏi cần niệm Phật nữa, thì cái này kêu là định sanh hỷ lạc. Đây mới thật sự là định đấy. Bây giờ cái chiếm hữu bên ngoài không còn, không còn, hoàn toàn cái định lực mạnh chiếm hữu bên trong hoàn toàn. Bên trong là gì? Tức là những dây thần kinh cảm giác do mình tập trung mạnh, nó không còn phóng bên ngoài nữa. Mình từ nơi cái câu niệm Phật, nó kéo cái tư tưởng mình trở về với cái xác thân. Chứ tư tưởng không còn phóng nữa. Thì bây giờ cái thân mình cảm thấy yên ổn, thì các dây thần kinh của thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, xúc giác, vân vân, khứ giác, bắt đầu cái cảm giác nó mượn để nó sanh ra cái hỷ. Thì cái đó kêu là tâm hỷ. Cái tâm này đó, nó mượn cái dây thần kinh để nó phát hiện. Thì bây giờ chúng tư tưởng nó muốn phóng đâu, nó cũng không phóng được hết. Nó sống tích lấy cái xác thân. Thân với cái tư tưởng dính một. Thì trên xác thân các dây thần kinh này sẽ phát hiện cái cảm giác hỷ. Và bây giờ đi sâu thêm nữa, thì chúng ta thấy rằng cái thân được an khi mà cái câu niệm Phật kéo cái tư tưởng trở về. Thì cái thân nó an, thì cái cảm giác hỷ phát hiện. Thành ra có thân và có cảm giác. Thân an, tâm hỷ. Thì bây giờ muốn cao hơn nữa thì nó phải thăng hoa. Tức là phải bỏ cái đó còn thô. Nó thăng hoa lên là chìm nắm trong trạng thái đó. Tập trung kỹ, mạnh, lâu và sâu hơn nữa. Thì chúng ta thấy bây giờ toàn cái thân đều là cảm giác hết. Chúng ta không phân biệt được thân với cảm giác nữa. Thành ra kêu là thân lạc mà tâm lạc. Cũng như tôi thường thí dụ uống nước vậy. Khi mà nghe người ta nói có nước,
có nước dừa lá sen thì mình thấy cái thân mình sắp sửa đã khác, thì cái tâm mình tự nhiên là mừng. Mừng nhưng mà có uống đâu, chừng mới nghe báo thôi, báo là cái thân mình sắp sửa đã khác. Còn nói đây không có nước, trời nắng gắt như 33, 34, 35 độ, mà từ sáng tới trưa không có một miếng nước trong cổ, cái cổ họng nó cứ rát, khan hết. Bây giờ hỏi nó đây không có nước, phải nước mặn không? Hay là nước độc lắm mà chưa kịp nấu thì mình chết. Đằng này có nước dừa mà có nước lá xê sẵn. Thì mình nghe mình khoái thôi, khoái chứ có uống đâu. Khoái là tiếc rồi, cái thân này nó sắp sửa an, nó được yên ổn, nó không còn rát cổ họng nữa. Nhưng mà thật sự còn rát. Nhưng mà mình mừng là sắp sửa đã hết ra. Bây giờ đem ra mình uống là chìm đắm, mình thấy là cả cái bao tử, ruột, gan, thân thể mình nó tỉnh táo kỳ lạ. Cho tới không còn biết xác thân với cảm giác hai cái nó khác nhau làm sao. Thì kêu là chìm đắm trong trạng thái. Còn cái là thì cái này là cái thứ tư. Nếu mà chia ra ba thì nó là cái thứ ba. Kêu là ly hỷ mình như là rời bỏ cái mừng mà chìm đắm trong cái lạc nồng nhiệt. Chìm đắm, rời bỏ cái mừng, chìm đắm trong cái vui màu nhiệm. Màu nhiệm là sao? Là không phân biệt được thân với cảm giác nữa. Nó làm trạng thái màu nhiệm. Nhưng mà cái này thấy còn chướng ngại là vì mình còn tham đắm cái màu nhiệm, còn tham đắm cái lạc thọ, còn tham đắm cái vui. Mà tham đắm cái vui là còn nô lệ, còn dướng mắt. Đạo Phật là đạo dứt dướng mắt. Thì bây giờ phải vượt lên nữa. Cái này là cái chướng ngại, là cái gai chướng ngại cho tứ thiền. Nếu kể là bốn. Thì bây giờ tâm mới tập trung kỹ mạnh lâu sâu hơn nữa. Là không chìm đắm trong lạc thọ. Không chìm đắm trong sắc thân. Không chìm đắm trong công niệm Phật. Tất cả dứt hết. Chỉ còn giữ một cái tư tưởng thuần túy. Tư tưởng dùng định lực kỹ mạnh lâu sâu chiếu kiến vào cảm giác. Chiếu kiến vào tư tưởng, chiếu kiến vào con niệm Phật và tách rời nó. Không có chìm đắm con nó nữa. Thì cái định lực phải mạnh rồi. Phải tập trung hết định lực vào tư tưởng. Tư tưởng ở đây và tại đây và quán chiếu thấy xác thân cảm giác là do duyên hợp. Thật sự không có. Nó lo nhiều cái, lo xác thân. Do mình tập trung, do câu niệm Phật. Thì do tư tưởng đi xuống thấp. Thành ra nó mới đầu có cảm giác lạc thọ khởi lên. Những cái này là duyên hợp nhau mới có cảm giác thôi. Do câu niệm Phật kéo tư tưởng trở về xác thân, khi mà tập trung mạnh kỹ lâu sâu rồi cảm giác mới phát hiện được. Vậy cảm giác lạc thọ phát hiện là nhờ nhiều duyên. Bây giờ đừng dính mắc vào duyên nào hết. Thì tư tưởng nó từ chối hết. Mà chúng ta thấy lạc thọ, cái này chỗ này là cũng cái chết mà. Nếu không gần duy thức là chúng ta mệt. Thì nếu mà tới tư tưởng này rồi đó thì cái lạc thọ biến mất liền. Khi mình không dính mắc vào lạc thọ nữa thì lạc thọ biến mất. Nhưng mà cái xác thân và câu niệm Phật vẫn còn. Nhưng mà không dính mắc. Tức là không chấp thủ lấy nó nữa. Không nắm níu lấy nó nữa. Nhưng mà nó không mất. Vì sao cái lạc thọ lại mất? Thì cái chỗ này là cái chỗ khó của tâm thiền. Tại sao thế giới tánh cảnh lại có lạc và có khổ? Thì chúng ta phải biết đây là cái giai đoạn chuyển ý. Vì cái lạc thọ này với cái cảm giác nó không phân biệt được ha. Cái xác thân và cái cảm giác lạc thọ này nó chập chờn. Chập chờn. Thì chúng ta thấy rằng nó với cái hư minh lệ lói chiếu soi cũng là chập chờn. Thành ra hư minh lệ lói chiếu soi mà khi mà muốn chuyển hóa, muốn dung thông với cái này thì tất nhiên hư minh lớn chúng tôi phải có lạc thọ và khổ thọ. Thì từ cái lạc thọ khổ thọ này mới đi qua cái bất lạc mất khổ thọ. Thành ra trong duy thức học độc đáo chỗ đó không giải thích, nhưng mà chỉ đưa rằng năm thức đầu là thế giới của tánh cảnh. Mà tánh cảnh thì luôn luôn bất lạc mất khổ thọ, nhưng mà tại sao lại có ba thọ là bất lạc mất khổ thọ và lạc thọ khổ thọ? Cái chỗ đó là cái chỗ chết của chúng ta đâu. Còn cái hỷ ưu thì không có. Còn hỷ ưu thì thuộc về thức thứ sáu. Thứ sáu nắm hết. Nhưng mà hỷ ưu đó không có chụp mũ được hư minh lê lói chiếu soi. Nhưng mà chỉ một mình tư tưởng tạo ra thôi.
Cho đến chúng ta lên trên trên đó, tiến hóa lên trên thì chúng ta thấy hư không vô biên, thức vô biên vô sự cũng là tư tưởng thôi. Nó lén lé thấy cái kia khi nó, cái nước nó yên lặng rồi thì những cái hình bóng chân như hiện xuống, rồi nó sao động nữa thì nó tạo ra cái của thức thứ sáu, hoàn toàn có thức thứ sáu. Thức thứ sáu này độc đáo đấy. Thành ra từ đây nó mới được dung thông. Dung thông được có cái mặt trăng thứ ba. Năng thứ ba thì dường như có hình, nó là tạo ra có hình có tướng luôn. Nhưng mà xuống dưới là từ từ hỷ và ưu, cái tán tháng chú ở trước những cái này, sầu muộn than gian than khóc, đập ngược rơi vào đất tỉnh là hoàn toàn có thức thứ sáu. Nhưng mà đi xuống lại chụp mũ vô cái vọng tưởng kiên cố và thượng đỉnh tư minh lê lói chỉ còn. Nhưng mà thật sự là hoàn toàn có thức thứ sáu. Thành ra cái chỗ tứ thiền là cái giai đoạn trung gian để đi xuống và để đi lên. Nếu đi lên thì đó là tiến hóa, đi xuống là xa lìa. Chúng ta phải để ý chỗ đó. Thành ra thường thường trong kinh lấy cái tứ thiền làm căn bản. Thì ở đây chúng ta thấy cái cảm giác lạc thọ hỷ, cảm giác này là của từng cá nhân một, mà trong kinh thường kêu là độc ảnh cảnh. Độc ảnh cảnh tức là cái cảnh riêng một người đó, độc là một mình, ảnh là cái hình ảnh, là cái cảnh do một mình, hay là có danh từ rõ hơn nữa là biệt nghiệp hay là tự nghiệp. Biệt nghiệp là cái nghiệp riêng của từng cá nhân. Chẳng hạn như tôi lấy câu niệm Phật, mà khi câu niệm Phật nó kéo cái tâm trở về đây rồi tôi cảm thấy thích thú, thì cái thích thú này là do tôi thích câu niệm Phật. Có người không thích câu niệm Phật, họ thích cái hơi thở, thì cái này là cái biệt nghiệp của từng người. Có người niệm Phật họ thấy khó chịu, nhất là những người ngoại đạo. Họ tu họ lấy hơi, bên tiên họ lấy hơi thở, hoặc bên yoga họ lấy hơi thở. Còn đạo Phật thì đủ hết, hơi thở cũng được, niệm Phật cũng được. Nhưng cái nào mình thích thì nó dễ nhất niệm hơn. Thành ra cái lạc thọ này là do cái biệt nghiệp, cái thích thú của từng cá nhân một. Thành ra khi mình không dính mắc vào nó thì nó phải mất. Còn cái xác thân và cái tư tưởng đó là đối tất cảnh, là thế giới của cộng nghiệp. Cũng như xác thân tôi đây tôi ngồi, tôi biết là xác thân và tôi không chìm đắm đâu. Thì mấy ông bà thấy cũng là xác thân của tôi thấy giống hệt như tôi thôi. Thành ra tôi khi mà tôi không dính mắt thì xác thân này không thể biến mất được. Rồi con niệm Phật của tôi niệm Phật thì mấy ông bà nghe cũng như là con niệm Phật có mấy bà thôi. Tôi thấy thì người ngoài cũng thấy được. Thì nói là thế giới của chung, thế giới của cộng nghiệp, là cái nghiệp chung. Nếu tôi muốn thoát khỏi cái này thì tôi phải chuyển cái nghiệp tôi qua một cái thế giới khác. Ví dụ tôi nhập định tôi qua cõi trời thì cái xác thân tôi khác rồi. Xác thân tôi khác rồi, di tế hơn, có hào quang. Còn nếu mà tôi xuống trở thành loài súc sanh, chẳng hạn như con vi trùng cốc, thì bây giờ cái phổi tôi không còn là phổi nữa, mà nó là một cái bọn biển nước, một cái chỗ, một cái nồi, một cái món ăn độc đáo của con vi trùng đó, chứ không còn là cái lá phổi nữa. Thì cái đó mới là qua cái cộng nghiệp khác. Thành ra vô lượng chúng sanh có vô lượng cộng nghiệp, nhưng mà trong cộng nghiệp có những cái biệt nghiệp riêng. Mỗi biệt nghiệp khi mình chiếu kiến nó phải biến mất. Trả tới qua cái Phật tánh cũng vậy, khi chiếu kiến những cái biệt nghiệp rồi thì nó biến mất, còn cái cộng nghiệp thì nó vẫn còn. Do đó chúng ta mới cải sửa cái cộng nghiệp này, mới chuyển qua một cái cộng nghiệp cao hơn. Còn bên bát nhã là không có cải sửa, không có chuyển qua cộng nghiệp nào hết, mà nhìn những cái cộng nghiệp như y như là cộng nghiệp, nghĩa là nhìn cái phát khởi của nó, cái diễn biến của nó, rồi cái chấm dứt của nó. Còn cái biệt nghiệp khi mà thấy nó rồi nó biến mất. Đó là cái điều chúng ta phải chú ý, phải chú ý. Và khi viết lại cái bài này chúng ta làm sao viết, nó đã diễn qua mà chúng ta phải hiểu rõ. Thành là có thể tóm lại 3-4 bài nó làm một bài thì tùy Phật tử thôi, chứ giờ tôi không biết tóm sao. Tôi lên Đà Lạt tôi tính tóm, nhưng mà tôi không thể tóm bằng tư tưởng nữa. Sao bây giờ tiền tôi không thể làm việc bằng tư tưởng nữa. Nếu đặt bút xuống tôi viết trong 10 phút, 15 phút thì tôi viết được. Còn biểu tôi mà gọt đẻo từ chút bây giờ sao tôi không làm được. Tôi phải đầu hàng thôi. Cái đó thì phải cái thanh tịnh lắm mới làm được. Hoặc là thanh tịnh của tam thiền, tứ thiền.
Còn cái độc đáo nhất là thanh tịnh của Bát Nhã. Nhưng mà cái này thanh tịnh Bát Nhã tôi không đạt tới được. Với thanh tịnh tam thiền tứ thiền, mà cái thân già này rồi thì không thể nhập như xưa nữa. Vì cái tứ thiền tam thiền nó ảnh hưởng tới cái sắc thân, ảnh hưởng tới điều kiện. Bị nói là thế giới của điều kiện. Còn Bát Nhã là thế giới của phi điều kiện, phi nhân duyên. Mà nó phi nhân duyên thì phi luân hồi. Mà có nhân duyên thì có luân hồi. Luân hồi là có nguyên nhân chánh, có nhân duyên. Nhân duyên là cái tên khác của luân hồi. Thành ra cái quan trọng của nhập lưu là chỗ đó. Thấy được cái phi nhân duyên. Mà cái phi nhân duyên trên sắc thân. Nhưng mà ở đây chúng ta còn làm một cái nữa. Trên sắc thân rồi không có cảm giác sao. Hồi đó tôi cũng tưởng vậy thôi. Nhưng mà đi sâu, nghiền ngẫm sâu rồi mình ngồi thiền sâu mình thấy. Vậy chứ địa ngục thì chưa có cảm giác phải. Ngã quỷ bắt đầu có cảm giác rồi. Súc sanh có cảm giác rồi. Súc sanh còn có tư tưởng. Rồi tới Atula ác thần thì cũng có cảm giác, có tư tưởng. Thì chúng ta thấy nhập lưu đã diệt hết những cái sắc thân và cảm giác này. Nhưng mà tại sao nó không kể là thọ? Thì chúng ta thấy những cái cảm thọ này quá thô tháo. Nó do sắc thân điều khiển nhiều hơn. Nó nặng về sắc thân hơn là cảm giác. Cảm giác là cảm giác của sắc thân. Một cách chiếm hữu đê tiện. Thành ra chúng ta thấy như loài ngạ quỷ hay loài súc sanh nó giao cấu ly bì. Nó chỉ có sắc thân thôi chứ cái cảm giác, cái tình của nó rất là nhiều. Mà cái tưởng rất là le the. Thành ra nhập lưu phải dứt được cái này. Chứ không phải sắc thân không. Mà dứt của cảm giác của ngạ quỷ. Địa ngục thì chưa có rồi đấy. Chưa có chứ không phải là không có. Dứt được cảm giác của ngạ quỷ. Cảm giác của súc sanh. Và cảm giác của Atula ác thần. Và một phần cảm giác của người. Người có một số cảm giác cũng đê tiện.